Ba tỉnh là Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang đang tiếp tục công tác chuẩn bị để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử trải dài trên địa phận 3 tỉnh là di sản thế giới. Ba tỉnh này từng có kế hoạch nộp hồ sơ lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017, nhưng sau đó phải tạm dừng vì một số lý do. Đây là bộ hồ sơ khó, có áp lực rất cao đối với cả ba địa phương, nhưng các bên đặt mục tiêu đến tháng 9 năm 2021 sẽ hoàn thiện, trình hồ sơ bằng tiếng Anh đến UNESCO và thực hiện nội dung theo các chương trình của UNESCO.